Thưa quý vị, với 37 khu công nghiệp được quy hoạch, Long An đứng thứ 5 trên cả nước về quy hoạch khu công nghiệp sau Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong 37 khu công nghiệp được quy hoạch có 23 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, trong đó có 18 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 4.000 ha, diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê trên 2.900 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 92%, 5 khu công nghiệp đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp, các nhà đầu tư thứ cấp đang thực hiện các thủ tục để triển khai dự án. Hiện nay, về thu hút đầu tư đối với dự án FDI, Long An đứng thứ 13 trên cả nước sau Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa, Vũng Tàu, Thái Nguyên, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Về thu hút đầu tư đối với dự án DDI, Long An đứng thứ 3 sau Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa, Vũng Tàu.